Xin kính chào các bạn em với kênh Hữu Tâm ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để thay cái ống điếu bếp ga ha, ở ngoài. Đây. Nó bị rách như này này ha. Nó thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là phật ha. Với là nó đỏ lửa ha. Bây giờ mình sẽ thay cái điếu này ha. Ở trên đây nó có hai cái phe mình đã tháo nó sẵn để nhanh thì mình tháo nó sẵn rồi, giờ mình gỡ lên mình thay cái mới này ha. Đây. Ở bên dưới nó có cái lỗ này ha, ở đây cái điếu có cái lỗ, rồi thầy gắn cái lỗ này vào cái bếp ha. Đó các bạn, sau đó khi các bạn gắn vào xong là các bạn bẻ cái phe này vào ha. Ở đây nó có hai cái phe, các bạn bẻ lại là xong. Thì mình gài như vậy là nó đã cứng rồi, mình bẻ để nó giữ nó khỏi rớt khi mình vận chuyển bếp đưa lên đưa xuống này, hay là úp này kia nó khỏi rớt cái ống điếu ra thôi, chứ còn mình để vô vậy là nó đã cứng rồi, nó không có nhảy ra nhảy vào được rồi. Nhưng mà khi mình vận chuyển chẳng hạn mình cầm bếp đi đâu thì nó sẽ rớt, nên mình mới bẻ cái phe bên hông lại cho nó chắc để nó giữ nó không bị rớt ha, nó cố định thì nó sẽ hết cái hiện tượng bị phật lửa với là bị đỏ lửa ha. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn coi. Đó nha các bạn. Nó thì cách thay chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Các bạn coi video để biết để mua hàng về biết tự làm ha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn tiếp theo các bạn.